Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 10 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành đã nhập 100 khối gỗ. Đây là gỗ mít Nam Phi, tổng số lượng cây tròn rất nhiều và chiều dài của cây có thể lên tới 12 tới 15 mét. Chúng tôi vừa mới nhập từ cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Toàn bộ đây là gỗ mít có xuất xứ từ Nam Phi, giá thành rất rẻ. Và nếu như để làm đồ thờ thì nó không đảm bảo cho quý khách hàng. Chúng tôi chỉ có đổ buôn tới các tỉnh lẻ hoặc các cái vùng núi miền cao. Những người có thu nhập rất là thấp thì họ sẽ dùng các cái đồ thờ bằng chất liệu gỗ mít Nam Phi vì nó không đảm bảo và giá thành nó sẽ được tối ưu hóa, đó là rất rẻ. Thì chúng tôi chỉ đổ buôn thôi. Quý khách xem được video này thì quý khách sẽ lưu ý cho chúng tôi. Chúng tôi về gỗ chúng tôi làm đổ buôn, chúng tôi không bán cho khách tiêu dùng. Về chất lượng không đảm bảo, nếu như làm cho khách tiêu dùng, chúng tôi sẽ làm đó là gỗ mít ta, hay còn gọi là mít ăn quả. Mà trên mình các bạn đang xem là chúng tôi đang nhập 4 xe container, tổng cộng là hơn 100 khối một chút xíu. Và toàn bộ là các cái cây tròn, chúng tôi còn chưa rỡ các cái dây xích. Hơn 100 khối gỗ mít Nam Phi, chúng tôi để làm bàn thờ. Như các cái bàn thờ án gian, như ý trên 12, 14, 16 hoặc trên 20, chúng tôi đổ buôn tới tất cả các cái đại lý trên toàn quốc. Quý khách có nhu cầu mua buôn bàn thờ, các cái đồ thờ bằng gỗ mít Nam Phi, quý khách liên hệ trực tiếp qua hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách nhớ đăng ký kênh để cập nhật được các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.